Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh TITV.vn. Chúng ta đang học về lập trình Java và đây là bài số 62. Trong bài này thì chúng ta sẽ tiếp tục với Framework Collection trong Java. Chúng ta sẽ học và hiểu rõ cái cách sử dụng cái struct trong lập trình Java các bạn nhé. Thế thì struct là gì? Struct là một cái cấu trúc last in first out, và cái thằng nào đưa vào sau thì sẽ được lấy ra trước. Thì trong cuộc sống thực tế thì các bạn sẽ thấy có rất là nhiều tình huống chúng ta sử dụng liên quan tới struct. Ví dụ như là các bạn chơi chơi bài vào dịp Tết đi, thì các bạn khi mà các bạn có một cái bộ bài trên tay á, các bạn phát cho những cái người chơi á, thì các bạn sẽ lấy những cái lá trên cùng trước, rồi sau đó các bạn mới dần dần đi xuống tới cái lá cuối cùng phía bên dưới bộ bài, đúng không các bạn? Thế thì là cái gì mà nằm ở trên, cái gì mà nằm ở cuối cùng á, thì chúng ta sẽ lấy nó ra trước. Đó, đó là một cái ví dụ. Rồi ví dụ như là các bạn là có một cái chuỗi đi, các bạn cũng có thể sử dụng struct để mà các bạn đưa các bạn đảo ngược cái chuỗi đó lại, hoặc là khi mà các bạn lập trình với số chuyển từ số thập phân sang số nhị phân thì chúng ta cũng có thể sử dụng struct này. Rất là nhiều tình huống để chúng ta sử dụng struct. Thế thì bây giờ trước khi lập trình á, thì mình muốn các bạn sẽ cùng với mình xem hai cái ví dụ thực tế nha các bạn, thực tế trong cuộc sống hàng ngày luôn ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xem ví dụ. Ok, và đây là một cái ví dụ về struct các bạn nhé. Nó sẽ phải đáp ứng được cái nguyên tắc đó là last in first out, nghĩa là cái thằng nào vào sau thì thằng đó sẽ ra trước. Ví dụ mình có một cái struct như thế này, đó là một cái hộp hay là một cái ngăn trong cái học tủ bàn các bạn đấy ha, mình hay gọi là học tủ bàn hoặc là cái ngăn bàn đấy, thì các bạn có thể bỏ vào đấy những cái quyển sách. Thì mình sẽ sử dụng cái hộp giấy để mình thay thế. Thì bây giờ mình sẽ bỏ từng cái quyển sách vào trong đây cho các bạn xem nhé. Đây là cái quyển sách thứ nhất của mình nè. Ok chưa? Rồi, mình có thể bỏ thêm cái quyển sách thứ hai vào. Rồi, quyển thứ ba. Được chưa? Rồi, quyển thứ tư. Rồi, các bạn có thể bỏ thêm một vài quyển sách khác vào. Các bạn thấy không ạ? Đó. Các bạn tưởng tượng đây là một cái ngăn ship nhé. Thế thì khi mà chúng ta bỏ vào xong rồi đó, bây giờ chúng ta lấy ra thì cái thằng nào mà chúng ta đưa vào sau thì chúng ta sẽ phải lấy thằng đó ra trước. Đây, cái thao tác này nè các bạn. Thao tác này là mình sẽ lấy một cái quyển sách ra. Đó, được chưa? Cái này ở trong Java thì nó sẽ có một cái hàm là hàm pop các bạn nhé. Rồi, tương tự mình mới lấy cái quyển thứ hai ra. Đó. Rồi sau đó chúng ta mới lấy tiếp tục là cái quyển sách khác ra. Đó. Như vậy, cái thằng nào mà chúng ta đưa vào sau thì chúng ta lại lấy nó ra trước, và cái thằng nào chúng ta đưa vào trước nhất á thì chúng ta sẽ lấy nó ra cuối cùng. Đó, đó là cái nguyên tắc của cái ngăn xếp các bạn nhé. Đây là một cái ví dụ rất là thực tế, các bạn có thể tự làm ở nhà để các bạn hiểu. Rất là dễ thôi. Cái gì mà chúng ta đưa vào sau là chúng ta sẽ có thể lấy nó ra trước như thế này, và cái thằng nào sau cùng là chúng ta sẽ lấy nó ra trước nhất. Cái thằng nào mà trước nhất thì chúng ta sẽ lấy nó ra sau cùng. Đó là cái ví dụ đầu tiên về cái struct các bạn nhé. Và đây là cái ví dụ thứ hai của mình cho các bạn xem về cái việc mà chúng ta sử dụng struct trong cuộc sống nó như thế nào. Ví dụ như sau khi các bạn ăn cơm xong nhé, các bạn rửa bát, các bạn rửa chén, rửa tô, rửa ly, hết tất cả mọi thứ. Và sau đó thì các bạn sẽ có một cái nơi để chúng ta có thể là chứa những cái vật dụng nhà bếp của chúng ta sau khi mà chúng ta ăn uống xong đó. Thì nhà mình thì nó không có nhiều không gian, do đó mình sẽ tiết kiệm. Và tất cả những cái gì mà mình đã rửa xong thì mình sẽ phải úp nó xuống. Thì trước hết ví dụ nha, mình sẽ úp xuống một cái ly, một cái cốc như thế này. Đó. Sau đó mình sẽ có thể từ cái thằng này nha các bạn, mình lại úp thêm một cái bát lên trên đó để mình tiết kiệm không gian mà. Tức là cùng một cái vị trí thôi, mình sẽ úp lần thứ một lên trên. Đó, các bạn thấy không? Rồi sau cuối cùng là mình có thể là có một cái rổ như thế này. Đó. Rổ này từ Đức các bạn nhé. Ok. Thế thì mà khi các bạn nhìn thấy cái nguyên lý mà mình muốn lấy nó ra nè. Lúc mà mình muốn lấy nó ra thì cái việc đầu tiên là mình sẽ lấy cái thằng là cái rổ trước, sau đó tiếp tục mình sẽ lấy tới cái gì? Cái bát lớn này. Rồi sau đó mình sẽ lại tiếp tục lấy cái gì? Lấy cái bát thủy tinh này ra. Và cái cuối cùng mà mình sẽ lấy nó chính là cái cốc nhỏ này, cái ly nhỏ này. Đó. Như vậy là chúng ta sẽ cũng thấy một cái nguyên tắc, đó là cái gì mà các bạn đưa vào sau thì các bạn sẽ lấy nó ra trước. Cái gì mà chúng ta đưa vào sau thì chúng ta lấy nó ra trước. Thì đó là nguyên tắc của last in first out. Chúng ta bỏ cái gì càng sớm thì chúng ta sẽ lấy nó ra sau cùng, và chúng ta bỏ cái gì vào sau cùng thì chúng ta sẽ lấy nó ra sớm nhất.
Ok, sau khi xem xong ví dụ thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào AirClip các bạn nhé. Và mình sẽ giới thiệu các bạn start trực tiếp ở trên đây luôn, cũng như là những cái phương thức của nó có là gì. Thế thì bây giờ mình sẽ tạo ra một cái dự án và một cái package mới nhé. Ok, rồi. Trong cái package này thì mình sẽ tạo ra một cái class để test. Thì các bạn sẽ cho mình một cái hàm main ở đây. À, chúng ta sẽ có một cái hàm main. Thế thì để mà các bạn hiểu rõ đó thì mình sẽ sử dụng hai cái ví dụ nhỏ thôi. Cái thứ ví dụ đầu tiên đó là chúng ta sẽ sử dụng stack để chúng ta đảo ngược một cái chuỗi string nhập từ bàn phím các bạn nhé. Ok, thế thì bây giờ là chúng ta sẽ giúp mình là có một cái scanner để chúng ta đọc được dữ liệu từ bàn phím nè. SC bằng new scanner nhé. Rồi mình ở đây là system.in để mình lấy được dữ liệu từ bàn phím nha. Sau đó thì các bạn sẽ tạo ra cho mình một cái stack nha các bạn. Thế thì stack các bạn sẽ tạo như thế này. Đó, stack. Các bạn thấy chưa? Nó có stack nằm trong Java util nè. Đó, các bạn thấy không ạ? Rồi ở đây á, thì chúng ta đang làm việc với chuỗi. Thì đó, do đó các bạn hãy lấy giúp mình đó là stack này thì chúng ta, cái stack đầu tiên á, là chúng ta sẽ làm cái thao tác đó là chúng ta đảo ngược một cái chuỗi. Mà trong một chuỗi thì nó sẽ có nhiều ký tự đúng không? Thì do đó các bạn sẽ sử dụng giúp mình là string hoặc là char cũng được, string cũng được nha các bạn. Đó, rồi. Sau đó, start chuỗi nha. Đó, như thế này. Đó. Rồi. Mình sẽ bằng new. New start. Như vậy là xong. Đó. Như vậy là mình có thể tạo ra được một cái start trong Java rồi đó các bạn. Thế thì bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn những cái hàm trước khi chúng ta sử dụng nhé. Khi mà các bạn có một cái start rồi thì các bạn sẽ có những cái hàm như sau. À, bây giờ các bạn sẽ lấy giúp mình là start nè. Mình sẽ giải thích trước rồi sau đó chúng ta mới sử dụng những cái hàm này. Thì cái hàm đầu tiên á, là các bạn nên để ý giúp mình á, đó là cái hàm push. Push là chúng ta sẽ đưa vào bên trong cái này là cái giá trị ha, một cái giá trị nào đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm này để chúng ta đưa cái giá trị vào stack. Rồi, nếu như các bạn muốn lấy một cái giá trị ra thì các bạn lại có một cái hàm như thế này. À, stack chuỗi chấm pop đó lấy giá trị ra. Thì các bạn nhớ rằng cái nguyên lý của stack mà mình vừa làm ví dụ cho các bạn đó, thì cái gì mà vào sau thì khi mà chúng ta pop một cái là chúng ta sẽ lấy nó ra trước. Các bạn để ý giúp mình nha. Rồi có một cái hàm nữa mà các bạn để ý giúp mình, đó là cái hàm mà chúng ta lấy cái giá trị ra nhưng mà chúng ta không có xóa nó ra khỏi cái stack, đó là hàm pick. Các bạn thấy không? À, lấy giá trị ra nhưng không xóa. Khỏi stack nha. Cái này thì lấy giá trị ra nhưng mà xóa khỏi stack luôn. Các bạn thấy chưa? Đó. Nó có một cái hàm là hàm pick như thế. Rồi, để mình xem coi mình có những cái hàm gì nữa nha. Ok, chúng ta sẽ có một cái hàm để chúng ta làm cho cái stack này nó rỗng hết luôn. Stack chuỗi chấm clear. À, đó. Cái hàm này á là sẽ giúp chúng ta là xóa tất cả phần tử trong stack. Rồi, đó. Các bạn thấy chưa? Rồi chúng ta cũng có một cái hàm mà các bạn cũng có thể sử dụng đến, đó là cái hàm chứa, là cái hàm contains ha. Chấm contains. Đó, cái hàm này thì chúng ta cũng đã học rồi đúng không? Tức là khi mà chúng ta làm việc với array list đó, là các bạn cũng đã sử dụng cái hàm contains này rồi trong cái bài hôm trước. Là chúng ta đã gặp cái hàm contains này, thì cái hàm này sẽ giúp cho chúng ta là xác định xem giá trị có tồn tại trong trong stack hay không ha. Xác định giá trị có tồn tại trong stack hay không. Đó, các bạn hiểu kịp chưa? Nói chung á, tất cả những cái stack mà khi các bạn tạo ra chúng ta sử dụng xung quanh những cái hàm này là chính thôi. Bây giờ thì mình sẽ là làm cái ví dụ đảo ngược chuỗi nè các bạn nha. Đảo ngược chuỗi. Ok chưa? Thì bây giờ mình sẽ đảo ngược chuỗi cho bạn xem. Có rất nhiều cách làm, nhưng cái cách làm trong cái lần này á, là mình muốn sử dụng stack.
để các bạn hiểu được cái stack nó hoạt động như thế nào thôi. Thì bây giờ á, mình sẽ xuất ra một cái dòng như thế này trên màn hình cho các bạn ha. Đó là nhập vào chuỗi, ok chưa? Đó, mình nhập vào cái chuỗi như thế này, thì mình sẽ cho một cái string s bằng scanner.next, next gì các bạn nhỉ? Nextline nha, nextline, ok, đó, như vậy là xong. Như vậy là mình đã nhập vào được một cái chuỗi rồi. Sau đó thì bây giờ mình mới tiếp tục mình làm cái thao tác, đó là mình đưa hết, ví dụ cái chuỗi của mình là như thế này nha các bạn. Cái chuỗi của mình là như thế này, thì mình lần lượt mình đưa từng cái ký tự một vào, từng cái ký tự một vào trong cái stack của mình. Thì các bạn sẽ đưa cái ký tự nào trước? Mình sẽ đưa chữ T nè, chữ T vào stack, chữ Y vào stack, chữ T vào stack, chữ V vào stack. Thì lúc đó là các bạn sẽ cái chữ V nó sẽ nằm trên cùng đó các bạn. Chữ V nó sẽ nằm trên cùng nhé. Đây mình sẽ mở cái ok thôi mình làm luôn đi ha. Mình tính vẽ mà thôi, mình sẽ làm luôn. Thế thì bây giờ mình sẽ gọi một cái hàm để mình lần lượt mình đưa từng ký tự vào stack nè. Mình for nè. Đó. Mình for đi từ không đi ha. For đi. Cái chuỗi của mình nó sẽ xuất phát từ vị trí thứ không, y bằng không nè. Y bé hơn s.len. Len là độ dài của chuỗi đó các bạn. Y bằng không. Y này có int nha, chưa khai báo mà sử dụng người sai đó. Y bé hơn s.length. Rồi, chấm phẩy y cộng cộng. Đó, bây giờ mình sẽ lần lượt mình đưa vào trong stack các bạn xem nhé. Mình lấy stack nè. Chuỗi, stack chuỗi nha. Mình chấm push. Mình push cái gì đây? Mình push lần lượt ký tự thứ không vào, ký tự thứ không này là chữ T nè. Rồi ký tự thứ một là chữ Y nè. Ký tự thứ hai là chữ T và ký tự thứ ba là chữ V nè, đúng không? Thế thì bây giờ mình sẽ lấy S chấm try s tại vị trí thứ y là xong. Nhưng mà lúc này các bạn thấy nó báo lỗi vì đây là try s, nó sẽ lấy ra một cái try, do đó mình sẽ cộng cho một cái chuỗi empty để nó biến thành một cái chuỗi, vì bất cứ cái gì mà cộng cho chuỗi là nó sẽ thành chuỗi, đúng không? Các bạn thấy không? Đó, như vậy là mình đã đưa từng phần tử vào trong stack rồi. Bây giờ mình mới lấy ngược cái phần tử đó ra, mình xuất ra cho các bạn xem nha các bạn. Mình sẽ xuất ra như thế này. Chuỗi đảo ngược. Đây, chuỗi đảo ngược các bạn sẽ nhìn nha. Mình cũng sẽ for y đi như thế này luôn. Đó, mình Ctrl C nè. Mình Ctrl V nè. Đó. Copy cái này xuống nhé. Rồi. Nhưng mà bây giờ các bạn sẽ thấy mình xuất ra mình không có sử dụng cái hàm push nữa, mà mình sử dụng một cái hàm như thế này. Shoot out. Mình không có print line nhé, mình print thôi. Đó, mình shoot out ra như thế này cho các bạn xem nha. Stack chuỗi chấm pop. Pop là cái hàm mà chúng ta lấy ra nhưng chúng ta không xóa nó ra khỏi cái stack nha các bạn. Hồi nãy giờ chúng ta đã học sử dụng hai hàm rồi đó. Một cái hàm đầu tiên hàm push vào, hàm thứ hai là hàm pop nó ra. Hàm pop nó ra nhé. Đấy, mình Ctrl S nè. Rồi bây giờ mình sẽ chạy cho các bạn xem cái ví dụ này nhé. Đây, ok, mình chạy thử cho các bạn xem. Nhập vào chuỗi nha. Mình sẽ nhập cho các bạn xem một cái chuỗi đây. Ok, enter. Đó, nó sẽ cho mình cái chuỗi đảo ngược là G N U T T H A N E L đó, các bạn thấy chưa? Đó, mình đánh cái tên mình vào, sau đó nó cái chuỗi đảo ngược nó sẽ ra như thế này. Đó. Đây nè, để mình mở một cái nốt lên cho các bạn xem ha. Đây mình vẽ một cái nốt cho các bạn xem ở dưới này. Browse đây. Cái này hôm trước mình thử một cái bút á, nên là mình vẽ lung tung để mình thử cái bút nó hoạt động không. Ví dụ hồi nãy mình có cái chữ là T nè. Y nè. Thấy chưa? Đó. Rồi T nè. V. Thế thì cái chữ đầu tiên mình bỏ vào nó sẽ là chữ T, đúng không? Vậy là mình sẽ có chữ T ở đây. Rồi sau đó cái chữ thứ hai mình bỏ vào nó sẽ là chữ Y. Nó cái stack là nó vậy đó các bạn ạ. Nó là một cái ngăn mà chúng ta đưa cái gì vào trước thì chúng ta lấy nó ra sau ha, đưa cái gì vào sau chúng ta lấy nó ra trước. Rồi đó, ở đây là chữ T và cuối cùng là chữ V là ở trên đỉnh cái stack.
Thế thì khi các bạn in đó, các bạn lấy cái thằng V này ra trước thì nó sẽ in ra được chữ V. Đó. Sau đó các bạn lại in ra chữ T, đúng không? Đó. Rồi sau đó các bạn lại in ra chữ Y này. Và cuối cùng là chúng ta sẽ lấy ra cái chữ T này. Đó. Thế thì khi mà các bạn làm cái bài toán mà đảo một cái chuỗi á, nếu mà các bạn xây dựng được một cái stack á, là các bạn sẽ đảo chuỗi nó rất là dễ luôn. À, nó không nó sẽ không có khó khăn gì hết. Ok. Rồi. Bây giờ cái ví dụ thứ hai là cái ví dụ mà chuyển từ một cái con số từ hệ thập phân sang hệ nhị phân, thì cái này chúng ta đã cũng đã từng làm rồi đúng không ạ? À, chuyển từ hệ thập phân sang hệ nhị phân. Ok chưa? Thế thì mình sẽ làm như sao? Mình sẽ có một cái biến, mình sẽ yêu cầu người dùng xuất nhập cho mình là một cái con số từ bàn phím nhé. Nhập số nguyên. Nhập một số nguyên dương từ bàn phím. Sau đó mình sẽ làm gì? Mình sẽ có một cái biến x bằng sc.nestIn, tức là mình sẽ lấy một con số nguyên từ bàn phím vào. Đó. Được chưa? Cái này là chúng ta học rồi nha các bạn, cái dùng scanner để chúng ta nhập dữ liệu là các bạn đã từng học rồi hết rồi đúng không? Đó. Thế thì chúng ta nhập được một con số từ bàn phím vào. Thì bây giờ chúng ta mới liên tục chúng ta chia cho hai nè. Y nè. X phần trăm y x lớn hơn không đi. À, y x lớn hơn không thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ có hai cái thao tác nha các bạn. Chúng ta sẽ có số dư. Số dư là bằng x phần trăm cho 2. Các bạn có nhớ cái thuật toán mà chuyển từ một con số nhị phân sang số thập phân không? Đó là chúng ta chia liên tục cho 2 và chúng ta lấy dư. Sau đó chúng ta mỗi một lần chúng ta sẽ dư ra được số 1 là số 0. Rồi sau đó các bạn sẽ ghi ngược lại từ dưới lên đúng không? Ok, thế thôi thôi để mình mở luôn cái này ra để mình vẽ cho các bạn xem nha. Ví dụ mình muốn chuyển từ số 5 sang số 2 đi thì mình sẽ chia cho 2. Mình chia cho 2 nhé. Chia cho 2 nè. Chia cho 2 thì mình sẽ được mấy các bạn? Mình sẽ được là 2 lần và mình dư một, cái số 1 dư mình ghi ở chỗ này nhé, số 1 nè. Đó. Rồi 1 chia cho 2 các bạn lại được bao nhiêu? Ở xin lỗi, 2 chia cho 2 các bạn lại được bao nhiêu? 2 chia cho 2 các bạn lại được một lần và các bạn lại dư dư 0, tức là số dư của nó là 0. Rồi 1 chia cho 2 các bạn được mấy lần các bạn? À, 1 chia cho 2 là các bạn được 0 lần. Được chưa? Và các bạn dư 1. Sau đó chúng ta ghi ngược cái chuỗi này từ bên dưới này lên. Đó, ghi ngược lại nha các bạn, ghi ngược lại mới đúng nha. Các bạn ghi từ trên xuống này là sai. Như vậy con số của chúng ta là 1 0 1 ở hệ cơ số 2, tức là ở con số 5 ở hệ cơ số 10 á, mà chúng ta chuyển sang cái hệ nhị phân nó sẽ là 101 ở hệ cơ số 2 nhé. Đó. Thế thì bây giờ á, mỗi lần mà mình chia được cái này nè, mình cũng sẽ tạo ra một cái stack luôn nha các bạn. Stack này thì mình nhập vô đây là con số integer đi. Integer lúc này các bạn phải sử dụng integer viết là đối tượng giúp mình nhé. Chứ nó không phải là integer int nữa, vì cái stack nó không làm việc được với số nguyên thủy. À, stack số dư bằng new stack. Rồi. Các bạn thấy chưa? Đó. Thì bây giờ mình mới lấy cái stack số dư này nè. Mình chấm push là mình đưa vào bên trong nó một cái con số dư. À, thấy không? Đây mình giải thích luôn nha các bạn. Khi mà các bạn khai báo integer trên đây là đối tượng nè, nhưng dưới này các bạn đưa vào một cái con số int này thì tự động nó ép cái kiểu liệu nguyên thủy này về kiểu liệu đối tượng mà nó đưa vào nhé. Rồi, sau đó mình lấy x bằng x chia cho 2. Đó, như vậy là xong rồi đó. Xong cái việc mà chúng ta đưa hết tất cả những con số dư vào stack á. Đưa hết những con số dư vào stack. Bây giờ mình muốn lấy ra thì bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn thêm một cái hàm nữa để các bạn biết được cái độ dài, cái độ lớn của stack á. Là các bạn sẽ có hàm stack chuỗi nè. Rồi các bạn chấm chấm dài nè. Nó sẽ là lấy ra được độ lớn của stack nha các bạn. Ok. Đây, bây giờ mình sẽ while nha các bạn. À, mình for đi cũng được. For int y bằng 0 rồi y bé hơn stack số dư nha. Chấm dài là kích thước của cái stack á, sau đó mình cho y cộng cộng như thế này. Rồi mình lại làm sao?
mình lại xuất ra cái con số y này. Đó, mình lại xuất ra cái stack số dư chấm pop. Đó, là mình lấy cái stack ra thôi. Số nhị phân là đây, các bạn sẽ nhìn ha. Đó, thì mình lần lượt mình ví dụ như hồi nãy mình bỏ vô là số 1, số 0, số 1 thì mình sẽ lấy số 1 cuối cùng ra, sau đó mình sẽ lấy số 0 ra rồi mình lấy số gì? Số 1 ha. Đó. Bây giờ mình sẽ chạy thử cho bạn xem nha, mình sẽ nhập vô một con số khá là to đi, 15 nhé. Ồ, cái này nó vẫn bắt mình nhập. Mình cứ nhập nhé. Chuỗi đảo ngược là VTIT nè, rồi nhập vô một số nguyên dương từ bàn phím thì mình sẽ nhập vô đây là số 14 đi, 14 enter. Các bạn thấy số nhị phân là 11. À, như vậy là sai rồi đó. Bây giờ mình sẽ phải kiểm tra lại xem coi nó sai chỗ nào. Stack số dư chấm post số dư. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ khóa lại cái đoạn chỗ đây thì mình cho nó xuất out một cái đi ha. Cho nó xuống dòng. Rồi, ở đây thì mình cũng sẽ xuất out nhưng mình không có print line như thế này. Rồi, chúng ta sẽ chạy lại nha, chạy lại. Run S nè. Java application. Ok. Nhập vào chuỗi nè, mình sẽ nhập vào chuỗi là TITV enter. Chuỗi đảo ngược là VTIT, nhập một số nguyên thì mình nhập vô đây là số 13 đi. 13 enter. Thì số nhị phân là 11. À, chúng ta bị sai một cái chỗ nào đó rồi, chúng ta phải kiểm tra lại thử nhé. Ok, chúng ta kiểm tra lại thử xem. Chắc là nó không có đưa vào các con số 0. Mình sẽ kiểm tra lại trước cái chỗ mà chúng ta stack số dư này, chúng ta chấm push số dư. Ok, thế thì bây giờ các bạn chịu khó các bạn đổi giúp mình một chút. Đó là mình sẽ đổi cái stack này thành string luôn nha các bạn. Thành string luôn. Xem coi nó có push được không. Thì ở đây mình sẽ lấy số dư này nè, mình cộng cho một cái khoảng trắng. Rồi. Vì có thể là nó sẽ bỏ qua những cái con số 0 của mình chưa biết tại sao ha. TITV, rồi mình nhập vô đây là số 10. 13. Enter, số nhị phân là 11. Mình xác định được cái lỗi sai của mình rồi, đó là mình viết cái vòng lặp for này nó sai. Các bạn để ý nè, stack số dư chấm size á là nó sẽ bị nhỏ 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 liên tục, mỗi lần chúng ta lấy ra là nó sẽ nhỏ lại. Thì các bạn nên có một con số n bằng stack số dư chấm size này nè, chúng ta lấy nó bên ngoài ha. Tại vì mỗi một lần mà chúng ta chạy xong vòng lặp for đó là cái size này nó bị thay đổi. Do đó là cái việc mà chúng ta lấy dữ liệu ra nó cũng bị sai luôn ha. Các bạn nên làm như thế này nha các bạn. Đó. Rồi mình chọn run S lại cho các bạn xem nha. Đây. TITV. Đây mình nhập vô số 14, mình enter nè, các bạn thấy không? Số nhị phân là 1110. Nó rất là dễ đúng không các bạn? Mình nhắc lại cái sai của mình vừa rồi, đó là mình bỏ cái stack số dư chấm dài này vào trong đây. Thì mỗi một lần chúng ta pop ra là chúng ta đã lấy ra và chúng ta xóa nó luôn. Thì ban đầu á, cái độ dài của nó là 4 đi. Mình pop một cái nó còn 3, pop một cái nó còn 2. Thì cái dài này nó liên tục thay đổi, do đó y á, nó chỉ cần chạy một hai lần thôi là cái này của mình nó cũng bị sai luôn. Các bạn có thể sử dụng dòng lặp while cũng được. Các bạn while khi nào mà tắt số dư chấm dài mà nó còn lớn hơn hoặc bằng một thì các bạn lấy nó ra cũng được ha, các cách nào cũng được. Thế thì đây là hai cái ví dụ nhỏ về cái việc sử dụng stack ở trong lập trình Java. Thì trong thực tế các bạn cũng sẽ sử dụng stack khá là nhiều. Ví dụ các bạn thấy là cái game mà game đánh bài đấy, game đánh bài trên Zing hoặc là trên những cái trang web á, thì khi các bạn chia một bộ bài mà các bạn muốn mô phỏng đúng trong cái tình huống thực tế á, thì chúng ta cũng phải lấy cái lá bài trên cùng ra. Tức là khi mà các bạn xào bài, các bạn có thể là để từng cái lá vào trước lá, sau đó các bạn dần dần các bạn hình thành thành một cái bộ bài. Nhưng khi các bạn lấy nó ra thì các bạn cũng phải lấy cái lá bên trên cùng ra các bạn nhé. Đó. Rồi có rất là nhiều tình huống mà chúng ta sẽ thấy cái stack nó làm việc. Ví dụ như là các bạn có một cái chuỗi, các bạn cộng nó
lại với nhau, hoặc là các bạn làm những cái phép tính mà nó có mở ngoặc, đóng ngoặc rồi cộng trừ nhân chia, thì cái nào làm trước cái nào làm sau, nhân chia trước cộng trừ sau, đúng không ạ? Thế thì lúc đó chúng ta cũng phải biết cách là chúng ta bỏ vào cái stack đó như thế nào để cho cái phép tính của chúng ta đúng, rồi những cái gì mà nó nằm ở trong ngoặc thì chúng ta lại đưa nó vào trước trong stack hay là đưa vào sau trong stack, thì các bạn thử nghiên cứu thêm giúp mình nhé. Nhưng cái hàm stack thì mình xin lỗi, liên quan tới stack trong Java thì các bạn để giúp mình nó sẽ có những cái hàm như sau. Hàm push là giúp chúng ta đưa một cái giá trị vào trong stack. Hàm pop là để lấy giá trị ra. Hàm pick là lấy giá trị ra nhưng mà không xóa nó ra khỏi stack. Hàm clear là xóa hết tất cả mọi thứ trong trong stack. Hàm contents là xác định giá trị nó có tồn tại trong cái stack hay không. Và hàm size cuối cùng là cái hàm độ lớn của stack. Tất nhiên là nó có những cái hàm khác nữa, nhưng thông thường thì chúng ta chỉ sử dụng những cái hàm này thôi. Và tùy cái bài tập cụ thể các bạn sẽ sử dụng cái hàm nào cho phù hợp nhé. Ok, đây là bài số 62 rồi. Nhưng mà khi mình làm cái chuỗi bài này á, thì mình thấy rằng các bạn tương tác với mình rất là ít. Các bạn cũng không có đặt câu hỏi phía bên dưới. Các bạn cũng không có cho mình biết là các bạn có đang học hay không, hoặc là các bạn cũng không có like, các bạn không có đăng ký kênh gì hết, là các bạn học, các bạn vào, các bạn xem rồi các bạn đi ra thôi. Do đó mình cũng không biết là các bạn phản hồi như thế nào. Mình rất là mong cái sự tương tác các bạn, like video, comment, comment cái gì cũng được, nhưng mà có comment để mình cho mình biết đó là đang có người xem cái video clip này, để mình có động lực tiếp tục làm những cái video clip tiếp theo các bạn nhé. Ok, thế thì trong bài tiếp theo thì chúng ta lại học về một cái phần mới trong cái Java Collection Framework. Rất là mong sẽ gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo. Toàn bộ code thì mình để trong phần mô tả video, các bạn có thể click chuột vào để download về nhé. Cảm ơn các bạn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Xin chào.